bước qua năm nay Giáp Thìn mà Đức Thầy cũng có tiên tri đó. Con rồng mới nửa gút nanh mà trong bá tánh thất thanh hải hùng rồi. Chiến tranh thế giới chưa có tan dứt. Thì Nhật Bản động đất, Đài Loan động đất, hơn 700 người thương vong. Và biết bao nhiêu căn nhà, phố, biệt thự mà nó vững chắc 5-7 tầng. Mà ở dưới chân này á, nó rộng đâu 5-70 thước mà nó vẫn nghiêng quý vị ơi. Nó đây là cái hiện tượng của của sự động đất này chưa dứt. Kế xảy ra động đất chỗ kia, đói đau chết chóc chia lìa. Dân sanh đang lúc đầm đìa nạn tai rồi. Rồi ngài còn tiên đoán mà. Nếu để đến sóng thần nổi dậy mới ra tay quát ngại không rồi. Nên lo tính trước người ơi, đời này dễ chết hơn đời ngàn xưa rồi. Nói quý vị thấy cho nên bây giờ. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Chào tất cả quý anh em đồng đạo trong ngoài nước thắng tu hành. Cũng như hiện nay thì đất sụp ở dưới nứt đất, thiếu nước ở Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, cái xã Khánh Hội đó quý vị. Cũng thấy là nước khô hạn khan hiếm mà có chỗ cũng đất sụp luôn. Rồi ngoài tỉnh Bắc Giang, miền Bắc chúng ta đó hiện nay trên tuần lễ rồi. Ngay sông ở trong đó thôi, con sông tương đối không lớn mà không có lấy cát thì nó vẫn sụp. Quý vị thấy đây là trong kinh Bồ Tát có viết rồi, quả đất như rắn già sắp lột, mạng số người dường bọt nước sông, nay mai sẽ biến thành không. Vậy con nên nhớ lập công buổi này, con vững trí đừng phai trí đạo, cứu được đời sẽ quý báu hơn châu. Thẳng như lâm phải nạn sầu, con nên mặc niệm thường câu Di Đà, chẳng những được từ tà diệt quỷ, còn qua luôn được loại thú rừng, huống là kẻ bạo thường ngăn đâu. Thì cái câu niệm Phật chúng ta là nó sẽ đương ngăn dễ dàng quý vị. Cho nên bây giờ quý vị thấy đi, tất cả những cái sự việc trong buổi hạ quân mạt pháp này, bước qua năm nay Giáp Thìn mà Đức Thầy cũng có tiên tri đó. Con rồng mới nửa gút nanh mà trong bá tánh thất thanh hải hùng rồi. Chiến tranh thế giới chưa có tan dứt. Thì Nhật Bản động đất, Đài Loan động đất, hơn 700 người thương vong. Và biết bao nhiêu căn nhà, phố, biệt thự mà nó vững chắc 5-7 tầng. Mà ở dưới chân này á, nó rộng đâu 5-70 thước mà nó vẫn nghiêng quý vị ơi. Nó đây là cái hiện tượng của của sự động đất. Mà trong kinh ông Thanh Sĩ có tuyên bố trước đây mấy chục năm quý vị. Nói là mới bão lụt chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia, đói đau chết chóc chia lìa. Dân sanh đang lúc đầm đìa nạn tai rồi. Rồi ngài còn tiên đoán mà. Nếu để đến sóng thần nổi dậy mới ra tay quát ngại không rồi. Nên lo tính trước người ơi, đời này dễ chết hơn đời ngàn xưa rồi. Đó quý vị thấy cho nên bây giờ. Quý vị thấy ngoài cái dịch bệnh con Covid-19 mà hiện nay trên thế giới đó, có những cơ quan y tế nó vẫn đưa nó thôi rồi. Cái hậu của con Covid này nó sẽ biến đổi nhiều cái gen, là nó vô chừng. Mỗi một thời gian là nó có biến đổi gen qua một cái chủng loại mới. Nó cơ quan là WHO của thế giới, là y tế thế giới nó có báo động hoài quý vị. Mà trong nước chúng ta quý vị thấy rồi đó. Quý vị đi lại bệnh viện nhiều khi quá tải. Đức Thầy có nói đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thông dung, người bạo ác không toàn thánh mạng. Và ông Thanh Sĩ cũng có tiền bao đo đoán đó, có nhiều chứng bệnh phát sanh, lương y đành khoải ngồi khoanh mà nhìn, khổ cho thảm muôn nghìn thể tới, dân khắp trong thế giới chịu chung, lòng người càng lúc càng hung, nạn tai càng nổi khắp cùng chưa thôi, nạn đến nỗi nhà voi nhà gạch cũng tiêu ra bụi cát mịt mù, do lòng người chẳng chịu tu mới gây thảm cả, ra cảnh thảm sầu đó đây, việc ta thấy có ngày trước mắt đâu phải là xa sắc khó tri, tại người không chịu xét si. Hay là thấy đến mà ngơ đi không cần. Do đó Diêm Vương đã nhiều lần cảnh cáo, giảng kinh luôn chỉ bảo không ngừng, nhưng mà sanh chúng không cần, cho nên thường bị tử thần hành hung. Kính thưa quý vị, hiện nay quý vị thấy đi, hồi xưa đó con người muốn chết nó chậm như lắm, mà bây giờ quý vị thấy đi, 38, 40, 48, 50 trở lại là thường thường là đa số là thấy thanh niên đó đương ăn uống ngồi xong rồi ngay quán cà phê là ngoẹo ngang à. 38 bốn mấy tuổi có hoài. Hiện nay mà ở tại cái địa phương tôi là xã Kiến Thành đó,
cái ấp Kiến Quế 2 á, liên quan Kiến Quế 1 thì dưới chợ Mương Lớn chỉ có là dăm 2-3 cây số thôi, mà thời gian một tháng cho nên lại là 9-10 người chết, chết là gần như chết nhanh, chết bất đắc kỳ tử không đó. Đó là trường đột quỵ hả chú ạ? Ừ, đột quỵ. Một là hiện tượng của bệnh nhân tai biến đó, nếu bệnh nhân tai biến là bệnh nhân yếu lần tay chân đến liệt, liệt nửa người đến liệt toàn thân, mà nếu tim nhồi máu cơ tim là bệnh nhân có trạng thái mệt là tim. Còn mà hiện tượng sốt não mà bệnh nhân đi tới hôn mê thì đầu tiên hiện tượng của trạng thái bệnh nhân là có tính cách bị đau đầu, rồi đau ít đến đau nhiều đến đến đau hôn mê. Yeah. Nó hiện tượng, cho nên Đức Phật có nói câu mà khó biết trước thời gian chết đến. Cái chết không nhất định trẻ già, đời nhiều cách chết xảy ra, cho nên thường có trẻ già khóc măng, diệt sanh tử Phật rằng đại sự. Còn luân hồi là còn tử sanh luôn, tử sanh không gỡ cho xuông, dù làm đến bậc đế vương cũng không ra gì. Do kẻ ấy cần quy y Phật để giải quyết xong các việc tạm trần, hoàn toàn khỏi cuộc chuyển thân, không còn mang ngũ trược thân nặng nề. Đời nếu chẳng say mê đến nữa, tất nhiên không còn cớ để sanh ra. Mà ai còn tham cái cõi ta bà thì còn phải chịu sanh ra hồng trần. Muốn giải thoát phải cần phủi cả, không còn lưu trong dạ sự đời. Siêu sanh chỉ một lần thôi, dù đời cám dỗ mặt đời không theo, nghiệp gán gỡ đừng đeo đuổi nữa. Tội lo chừa đừng có dai thêm, biển trần cố lóng cho em, đường trần lùi lại đừng kèm chân lâu. Phải hướng về Phật mới cầu quá độ, ngó lại tâm để mở cõi lòng, cả hai cùng được dung thông, để cho Phật cho được cảnh như rồng gặp mây. Cầu Phật độ phải đầy khẩn thiết, muốn tâm khai phải dẹp niệm tà, nếu còn nửa Phật nửa ma. Phật không thể độ tâm nhà khó khai, trăng chẳng thấy gì mây che khuất. Phật không thông bởi bức vô minh, Phật không ở cách xa mình, tại mình chẳng thức tưởng hình Phật ra. Mê mấy cũng ráng mà mở mắt, đừng để cho mộng dắt đi sâu, mộng thì tan thật còn đâu, dù cho mộng ấy đài lầu vinh quang. Tìm sống thật mới an hồn xác, sống mộng chi cho nát thân tâm. Phải can đảm nhận đời làm, ráng bừng tỉnh đại để tầm đường tu, đạo mới cứu được lâu đời tạm. Đời vẫn nằm trong phạm vi mê, bởi mê thành khổ nhiều bề, mà điều chi cũng chẳng hề được lâu. Vì thân không thật, vật đâu có thật, người luống công giành vật đeo mang, hơi tàn mọi vật đều tàn, dù cho vật ấy nồng nàn thương yêu. Kính thưa quý vị, văn chương của Đức Phật quý vị, vật nồng nàn thương yêu là gì? Người chồng đẹp mà có người vợ đẹp nữa là phải cái sắc đẹp nồng nàn không quý vị? Nồng nàn thương yêu không quý vị? Nó cho nên là chúng ta phải cố gắng tu để ngừa tránh cái đau khổ, nhất là chúng ta tu hành. Mà trong cái quyển Tình Đạo Phật của ông Thanh Sĩ dạy quý vị, mà người nào có tình đạo Phật rồi thì Phật sẽ hóa giải cho không còn đau khổ gì hết. Chẳng hạn như Tình Đạo Phật, người nào được có đời như thiền, gặp gió thổi xuôi, không riêng lúc sống đã vui, mà trong khi thác lại đầy mùi thiêng liêng nữa quý vị. Cho nên Tình Đạo Phật nữ nam có thể khai bế tại người, khai thì sống phúc thác vui, bế thì sống khổ thác chui a tỳ. Tình Đạo Phật chúng sanh ráng tập, tuy khó làm nhưng rất hiệu linh. Nếu như có được Phật tình thì bao nhiêu đau khổ người mình tan đi à. Cho nên quý vị thấy Đức Thầy dạy chúng ta đó, trong đạo Phật quá nên quyền bí, chỗ tâm thần mới tọa vị nơi thân. Muốn cho nên khuya sớm chuyên cần, lòng chí nguyện phải sở cầu Phật Thánh, thì mới có đuốc thiền lâm phương đông cho ánh dắt hồn người mới vượt khỏi sông mê. Thì quý vị thấy đi, để tâm chịu khó xét si, đạo màu có nghĩa quyền đi vô cùng, biết đem lý đạo mà dùng, bao nhiêu sầu khổ phá tung không còn. Đạo màu mà được giữ cho tròn, việc nhà việc nước không còn trái ngang, sự tu quý báo hơn vàng, giúp đời vượt khỏi tới muôn ngàn khổ lao. Cho nên người tu việc đức phải trao, bằng câu niệm Phật, bằng bao việc lành. Muốn thông minh nói hành nào, ai lại phải tu thành dốt ngu. Phật thì muốn phá lớp ngu, nên truyền dạy các pháp tu cho đời, cho người tu là giác ngộ sự đời, chứ không mê muội như người đời như hồi chưa tu. Tu thông đúng nghĩa chữ tu, tu ngu là trái đạo màu Thích Ca. Tu thông mới thấy lối ra, tu ngu luống cuống như gà ban đêm. Tu mà để bị ngu thêm, tại vì người nhận hiểu lầm nghĩa tu thôi. Thì kính thưa vậy, Đức Thầy chúng ta là thấy chúng ta là không có tin sâu, cho nên Ngài mới thể khéo mà thương đời ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ăn thì ta đâu phải sát thân người đời. Quý vị thấy không? Ngài đem câu thể khéo để cho chúng ta thấy như vậy đó. Cho nên Ngài cũng khuyên mà, tu hành không có tốn xu mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Thì
tất cả những cái gì câu niệm Phật hành thiện chúng ta là không bao giờ tốn tiền hết quý vị. Cho nên bây giờ ngày nay nó có quá nhiều hiện tượng rồi, quý vị thấy đi, bây giờ sụp đất trong nước ngoài Bắc Giang sông Cầu, rồi miền Nam chúng ta thì Tiền Giang nước ngập với hiện tượng không lý giải được. Hiện nay Ô Môn, Cần Thơ nhiều kinh xẻo không có có ghe lấy cát mà vẫn sụp đất, sụp nhà, có nhiều người khóc ròng. Ngoài Bắc Giang có nhiều người nhìn lại căn nhà mình nằm dưới nước nghiêng nữa mà chỉ còn cái chót cái nóc thôi, hay lúa chót cửa sổ của tầng 3, tầng 4, tầng 2 thôi, cũng đứng đó khóc ròng than với YouTube thôi, chứ bây giờ ai bồi hoàng cho mình quý vị. Đây là thiên tai địa ách, nhưng mà tại sao kẻ gặp người không quý vị, đó là cái nhân duyên quý vị ơi. Cho nên quý vị thấy người lành phải cứu khỏi tai, kẻ hung theo lực trả dai từng quần. Cho nên bây giờ trong kinh sám Đức Phật có nói những câu như thế này: còn chi hải kinh hơn đất sụp, không chỗ nơi để núp cho an. Quý vị thấy bây giờ cái cơn mà động đất rồi, quý vị thấy có ai dám ở nhà không? Dù 5-10 cây vàng ở trong đó rồi không dám vô mở tủ mà lấy, nó sẽ nó sụp xuống sông biển rồi nước vô là sẽ chết. Nhiều năm qua rồi đó, những chiếc xà lan bơm cát sắp chìm, người vợ hốt hụi 100 mấy 200 triệu gì đó, đi vô tiết mở tủ sắt để lấy 100-200 triệu ra thì xà lan chìm rồi chết gài trong đó luôn. Cho nên đúng với công thanh sĩ có tiên đoán trước đó: con có biết trong khi lúc giặc có nhiều người về tiết cửa nhà ở lì không chịu trốn ra, bị người bắt giết biết là bao nhiêu đó, mến của chết theo tiền của, giặc không còn thân nọ ra ma đó, thì tất cả những sự việc gì hết đó, tham danh lợi bị danh lợi giết, nắm sắc tài bị diệt mạng căn, không làm cho ta được siêu thăng, sao điều ấy chúng sanh không xét. Từ bi thấy lòng như lửa thét, dạy chỉ cho người biết cội nguồn, để trị cho hết chứng mê cuồng, hầu cứu vớt linh hồn thoát khổ. Vì nước đã ngập lần lần tới cổ, gặp thiền không chịu giới là nguy đó quý vị. Thì bây giờ quý vị thấy cái câu văn mà Phật viết nhân cách quá khéo léo mà: nước ngập tới cổ, gặp thiền không chịu giới, cũng như là tai họa chiến tranh thế giới, đất sụp đây đó, bao nhiêu cái chuyện tai nạn giao thông, bệnh hoạn não nhồi máu cơ tim sẽ không hẹn đến ai hết. Đức Thầy, Đức Phật có nói mà: đâu ai biết được ngày mai, ngày nay tịnh, ngày mai thảm sầu, không ai biết ngày mai, hôm qua thấy đó, bữa nay mất ngồi. Con người nào khác kiếp phù du, biết rõ thân rồi phải sớm tu, mới thấy sáng rồi chiều lại mất, sớm còn chiều mất dễ như chơi. Cho nên công phu gian dở biết bao người, tuổi sống mấy mươi đã tỷ đời rồi. Thì sao? Thì có nhiều người mới sống trước đây, sau đó ít phút giây là chết quý vị. Đương nhậu đây, leo lên xài bẻ xài, trật tay ché cũng chết. Đương nhậu đây, bước qua đường tiểu tiện, trở lại sơ ý xe tông vô cũng chết. Đâu quý vị thấy khó biết trước thời gian chết đến. Cho nên hiện nay cái cảnh tượng là sụp đất hải kinh là không bao giờ trốn. Bây giờ quý vị thấy nước lửa Đức Thầy dạy đó, nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm thế sự lẫy lần nặng tay. Thời tại không ai tu niệm, lẳng đơ nhậu biến khoe khoang, và ôi khổ thảm bốn bề sống dậy, dòm lừng trời lửa cháy liên miên à. Tại sao mà Đức Thầy nó lừng trời lửa cháy quý vị? Đó là do những chỗ rò hở rò rỉ của qua đất, rồi khí của những cái nhiên liệu nó quá mạnh như ga đó, nó sẽ bay lên mây nó đóng, rồi lạnh nó rơi xuống gặp lửa là nó sẽ cháy, chứ không phải như hơi nước chúng ta. Hơi nước bốc thành mây, mây lạnh rơi xuống thành mưa thì hơi nước không cháy. Cho nên Đức Phật có thể tiên đoán là mưa dầu nắng lửa đó quý vị. Cho nên sau này chúng ta tu hành như cho thế nên nào? Kính thưa quý vị, cái tình hình mà khan hiếm nước này trong sấm thi của Đức Thầy chúng ta cũng có dạy qua nhiều cái đoạn mà nước khan hiếm đâu quý vị. Trước hết thì Đức Thầy chúng ta dạy trong cái bài Sa Đéc đó, là gẫm cuộc đời cũng khúc lớn rồng, khi dậy thì tràn cả bờ sông, mà lúc khô hạn thì đi đồng nó sẽ khao khát. Và ngài còn tiên đó đoán thêm là trong cái quyển nhì đó, ngài nói là sao đến việc sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương bá tánh quá chừng, rồi nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, mà cảnh áo não thì kể sao cho xiết. Thì kính thưa quý vị, rồi ngài còn dạy thêm á: hạn đã lâu, sông giếng cạn mòn, cỏ cây khô héo thon doan, nay nhờ mưa đượm mà lại vẫn còn khát khao luôn. Thì kính thưa quý vị, đây là nói về nước, là nó một cái chất liệu nó vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta.
mà bây giờ chúng ta thiếu nước là chúng ta không bao giờ sống được quý vị. Cho nên ông ba Nguyễn Văn Thới thì cũng trong tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương, ông ba là đệ tử của ông Trần Văn Nhu, mà ông Trần Văn Nhu là con trưởng nam của Đức Cố Quảng Trần Văn Thành, mà Đức Cố Quảng Trần Văn Thành là đệ tử một trong 12 vị thập nhị hiền thủ. Tức là Đức Cố Quảng là người đệ tử đứng đầu, cho nên được Phật Thầy Tây An là giao phó ra là cấm 4 ông thẻ và một ông thẻ Trung ương Quỳnh Đế nữa đó. Thì ví dụ như quý vị thấy cũng trong môn đệ nhưng mà được ưu tiên. Thì cho nên ông ba Nguyễn Văn Thới đệ tử Hoài Nhu cũng có tiên đoán ở trong giảng Kim Cổ Kỳ Quan của ông ba, là ông ba nói là thương 3 năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều nam mô, rồi thay không lấp mà để phơi khô, mà không nước mà uống lại nam mô đạo nào. Thì kính thưa vị, đây là những cái sấm giảng mà nó được đó là hợp tình hợp lý ở ở trong đó là cái hiến pháp và pháp luật. Thì quý vị thấy ông ba là nói những cái câu văn mà quý vị thấy cũng như đức thầy chúng ta dạy vậy đó. Sơn băng kiệt thủy, tức là núi lở mà nước gần như hết, kiệt là làm như nó hết. Thì ông ba mới nói là tại sao ông ba Nguyễn Văn Thới dạy quý vị, ông ba nói thay không lấp mà để là phơi khô, mà lại tới không nước mà uống lại năm nam mô đạo nào. Thì kính thưa quý vị, cái điều này thì quý vị phải nên chăm chú tìm hiểu cho kỹ đi. Cho nên tại sao ông Thanh Sĩ cũng có nói câu văn như thế này: đến ngày tai nạn trời ban, nước trong quá máu lại uống ăn được nào. Thì kính thưa quý vị, đây là lời của ông Thanh Sĩ có tiên đoán đó quý vị. Cho nên cái chuyện mà nước nôi ở trong cái xã hội này đó là nó rất là quan trọng. Trước là nước, sau là cây là mọc đó quý vị. Cho nên chúng ta mà không có cây tàn mà để nó che cái ánh nắng mặt trời tia tử ngoại đó, nó rất là quan trọng. Bây giờ giữa trưa chúng ta ngồi nắng ngoài trời là chúng ta chịu được một thời gian nào đó thôi, chứ nếu ngồi lâu là cái ánh mặt trời nó thiêu đốt rồi cái nhiệt nó vào cơ thể chúng ta là nó sẽ sanh ra bệnh hoạn hay là như thế nào, nó rất là quan trọng. Cho nên kính thưa quý vị, giữa trưa mà chúng ta ở dưới một cái mái nhà tôn đó, mặc dù được che ánh nắng mặt trời rồi, chúng ta dù có quạt gió quạt đi nữa, cái hơi nhiệt nó vẫn vô trong người chúng ta rất là khó chịu. Mà giữa trưa rồi quý vị thấy đi, quý vị bắt mà văng một cái võng hay là trải một chiếc đệm chiếc chiếu ở dưới cái rợp bóng cây đó, chẳng hạn như cây sài, cây vú sữa, những cái cây nào mà nó có cái cành lá nó rất là dày, thành thử ra nó hít, nó hút carbonic mà nó nhả ra oxy cho chúng ta. Thành ra giữa trưa chúng ta ở dưới rợp, cái rợp bóng cây là nó rất là mát. Cũng như hiện như giờ tôi đang ở dưới cái gốc cây chanh nè, nó thì cái toàn nó tỏa ra cái lá nó dày, thành ra nó rất là dễ chịu. Còn chúng ta che một cái miếng cao su đi, chúng ta ở dưới cái nắng mặt trời rồi á, cái nhiệt độ nó có giảm thiệt nhưng mà nó tỏ ra cái khí hậu chúng ta là rất là khó chịu. Cho nên là nước nó vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta là phải tuân theo cái lời văn của ông Phật nói là sao: tư căn nguyên xuất thủy mộc, thử ân thâm cam báo bổ. Thì là do chúng ta suy tư nguồn gốc mà tạo hóa cho ta cây và nước. Thủy là nước, mộc là cây. Thử ân thâm cam báo bổ, cho nên dựa vào đó mà chúng ta được hưởng cái hạnh phúc nước và cây để sinh sống đời sống. Thì đây là ân thâm cam báo bổ, cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là tứ đại trọng ân đó quý vị. Trước là ân tổ tiên cha mẹ, sau là ân tam bảo. Tam bảo, tam là ba, bảo là quý báo, tức là ba sự quý báo như Phật Pháp Tăng là chỉ dạy cho chúng ta bao nhiêu lời vàng tiếng ngọc nhiệm màu để chúng ta tu học. Chúng ta mới được hạnh phúc gia đình, rồi là khi là lâm chung chúng ta được là hạnh phúc, vẫn còn bình tĩnh nhớ được cái câu giảng, câu niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, để chúng ta được Đức Phật Tổ A Di Đà hướng dẫn cái linh hồn chúng ta về cái cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài mà hưởng cái hạnh phúc trường tồn vĩnh viễn, cũng như Đức Thầy dạy chúng ta đó quý vị.
Ôi sang hèn mấy ai thông thả nhân sanh, cứ mãi đắm say chẳng tu thân giữa Phật đài, thông thả hưởng mùi sen báo. Thì lúc đó Đức Thầy chúng ta dạy là đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên lại bất diệt trường tồn, tử thần kia không dám dắt hồn, thoát lưng chuyển khỏi đeo khổ tử, mà cuộc y thật muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai, trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Thì kính thưa vị, đây là Đức Thầy dạy chúng ta là đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tức là tuổi sống giữa chúng ta và chư Phật khi tu hành thành công viên mãn rồi, thì ở đó là cái cõi cực lạc, là cái tuổi sống của chúng ta cũng như tuổi của chư Phật vậy đó. Thành ra là chúng ta hưởng cái hạnh phúc vô biên vô tận mà Đức Thầy thường dạy đó. Phật từ bi đặng chữ cao thanh, mà người lương thiện hưởng tới muôn điều hạnh phúc đó quý vị. Cho nên hiện nay bây giờ bước qua năm nay là năm Thìn, thì những cái truyền thống nói là năm Thìn bảo lục, nó cách đây trên dưới 120 năm. Rồi cách đây mấy mươi năm nó vẫn có những cái năm nước lục mà ngập cả đường xá đó quý vị. Cho nên năm nay đó, tại sao ở cái huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, cái xã Biển Bạch, nó là nó khan hiếm nước nôi, người dân là thiếu nước sinh hoạt để xài. Cho nên những cái nhà giàu có, người ta có bồn lớn, người ta đúc, người ta mua được bồn inox, người ta hứng nước mưa, người ta chiền vô. Thì bây giờ còn xài cũng như bữa ngày kia đó, chúng tôi đi xuống dưới là cái nhà người ta nó có hàng cả 10 cái máy vú lận. Máy vú nó lớn như bằng như tổ đình đó quý vị. Nhưng mà nó cạn rồi, người ta xài riết là nó còn có dài ba cái máy vú nó được 2 phần nước thôi. Chứ nó cũng sắp cạn kiệt, nhưng ở đó có ghe đi đổi nước. Thì một xô nước trên dưới 60-70 lít thì người ta đổi, người ta tốn 40.000 đó quý vị. Nhưng mà người ta nói mặc dù vậy chứ uống nó cũng không có ngon bằng cái nước mưa, hay là cái nước ở trên cái tỉnh An Giang mình mà cái nước ngọt đúng mức mà chở dưới để đổi đó. Thì nói chung quý vị thấy đây cũng như là trong đất nước Việt Nam mà cái tỉnh lại được hạnh phúc, mà cái tỉnh khác đó, nó ở nhầm cái nước mặn rồi. Quý vị biết khổ là đủ thứ khổ rằng á, dụ như máy móc ghe thuyền cái gì mà ở nước mặn rồi đó, cái hơi nước mặn nó bốc lên quý vị, nó sẽ xét ăn nếu mà không bằng được inox hay là không sơn phết bảo vệ dầu mỡ đó, thì nó sẽ ảnh hưởng. Cũng như ở nước ngọt chúng ta nè, chiếc xe mô tô của chúng ta đó, nó được cái gió rồi cái mù sương, cái hơi nước nó cũng là cái hơi nước ngọt, nó không có chất độc. Mà người không quen xuống dưới đó rồi đó, đi Rạch Giá Hà Tiên mà nội nước gió mà nó thổi cái hơi nước biển bốc lên là cái da chúng ta thời gian nó sẽ rít chịch rồi. Rồi lên đó nếu chúng ta tắm mà không có nước ngọt xử lý lại, nó cũng rất là khó chịu. Cho nên tất cả những cái gì ở vùng nước mặn quý vị biết này, nó bị sét ăn, nó bị là mau mau giảm, mau tàn phế, mau mau phế thải đó. Cho nên quý vị thấy chúng ta cũng sanh trong dòng đất nước Việt Nam, mà ở như tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long đó, là mấy cái vùng mà được cái lòng đồng bằng sông Cửu Long, cây trái sum xê bốn mùa, nước thì không bao giờ cạn kiệt, ở trên thì gạo thóc, ở dưới thì cá, ta gọi nôm na là trên cơm dưới cá, còn lại còn được hưởng cái hạnh phúc như là trái cây nè, những loại trái cây như là xoài, vú, sữa, rồi là sầu riêng, nhãn, ổi, rồi nó đủ thứ cái trái cây. Còn trên mặt đất thì được là rau củ quả, dưa hấu, dưa leo, bầu bí mướp đó. Cho nên chúng ta sống đây là nhờ ơn của cái tạo hóa cho ta là được một cái mặt đất, rồi đó là sống nhầm cái vùng miền thì nó rất là phì nhiêu, nó rất là hạnh phúc. Còn quý vị thấy như ở trên thế giới nó cũng 200 mấy chục nước mà thuộc những cái nước châu Phi đó quý vị, Congo, Angola rồi đó. Coi như là quý vị thấy những cái phóng sự đó ha, sa mạc cằn cỗi khô khan, rồi thiếu lương thực, thiếu thuốc men, người dân phải dùng lạc đà ngựa vượt sa mạc đi lấy nước về để sống. Còn trẻ em ở đó quý vị thấy những cái phóng sự đi,
Trẻ em mà 5-10 tuổi trở lại gần như chúng nó ở trần ở chuồng luôn quý vị, mà da đen dữ lắm. Nhưng mà giống dân là hàm răng rất là trắng, cho nên quý vị thấy đó là nếu mà sanh vào đó là thiếu lương thực, thiếu thuốc men. Cho nên cũng đồng loại con người mà đầu sanh lên cái mặt đất này trong quả địa cầu, ở một đất nước lại được sung sướng, lại một đất nước nó thiếu thốn như thế đó. Rồi nhân quả rất là nghiêm minh, Đức Thầy thường dạy đó, lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Thì nói chung cái đầu sanh đất nước Việt Nam là hạnh phúc đi, miền Nam Việt Nam, nhưng mà tại sao có nhiều người cũng không nhà, không đất quý vị? Người ta giàu thì người đó lại nghèo, người ta sang người đó lại hèn. Người đó là ta đẹp đẽ, người này lại khổ, lại xấu. Người ta vui, người đó lại khổ. Người ta thông minh là người đó lại đần. Rồi người ta tráng kiện trong cơ thể thì con người sanh lên thì sức môi, mắt mũi nó không hoàn toàn, rồi tay chân nhiều khi nó không được trọn vẹn do bẩm sinh đó. Nó tất cả những cái gì là nhân quả tiền kiếp không đó. Nhưng mà người đời sống không có quan tâm, rồi là kém duyên với Phật, không có được học hỏi hiểu biết cơ quyền Phật pháp nhiệm màu, cho nên là sống một cuộc đời rất khổ sở. Mà trong kinh Phật có nói đó quý vị, nếu người đó tội càng lắm thì càng làm ngu dại, sự khổ đau càng phải chịu nhiều. Kiếp luân hồi nối mãi không tiêu, mà đường sống chết cứ theo chẳng cuối. Đó không phải tại nơi mai rủi, mà tại người tự trói buộc vào, vì say mê ở cõi trần lao phải vào đó không sao chạy khỏi. Phật xưa đã nhiều lần kêu gọi, lòng say mê luôn buộc trói chúng sanh, chuyển lưng trong sáu nẻo bất lành, chịu thống khổ mà tự mình không biết đâu quý vị. Cho nên kinh Phật mới dạy chúng ta say mê đó sớm lo trừ tiệt, thì chuyển lưng sẽ diệt liền theo, khổ sáu đường sẽ chẳng còn đeo, thần chết không không đuổi theo bắt bớ, mà chẳng bị ai theo đòi nợ, không còn mang cái sợ trong lòng. Lúc đó là đứng ngoài dòng thành trụ hoại không, được bất diệt bất sanh như Phật, làm chủ tất cả trong vạn vật, được bản thân chân thật bất hư, cõi niết bàn tịch tịnh thiền cư, thường an lạc thường như ý nguyện. Khác hơn cõi ta bà sao xuyến, vì cõi niết bàn yên lặng vô cùng. Người đến đây thì thật thung dung, sống mãi không còn ai chết, chẳng già yếu ốm đau mỏi mệt, được hoàn toàn sáng suốt phi thường, trí phàm không có thể đo lường, cảnh màu nhiệm là vô biên vô tận đó quý vị. Cho nên Đức Thầy cũng dạy chúng ta là cõi cực tịnh độ nó lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Thì kính tôi vị Đức Thầy nó thanh nhã là danh từ chung quý vị. Thanh đây là thanh cao tao nhã, tức là luôn sáng sủa hạnh phúc vui tươi đó. Bởi vì kẻ vui triệt đáo, cực lạc là chữ lạc là vui, cực là cùng cực, tức là cõi vui cùng cực, tức là không có cảnh nào bằng cái cảnh sánh bằng cảnh cực lạc hết. Cho nên nó định nghĩa nói cõi cực lạc. Và kính thưa quý vị, cho nên vào thời buổi này trong kinh có dạy quý vị, kiếp này gặp lắm nàng tai thì tội nơi tiền kiếp đã dai quá nhiều rồi đó. Quý vị thấy đây là kinh Phật dạy chúng ta vậy đó. Dù giàu sang hay giàu có cao sang tới đâu đi nữa, mà nếu cái duyên tiền kiếp đã tạo những cái tội nặng rồi đó, thì cái câu văn dạy rất là rõ đó, kiếp này gặp lắm nàng tai thì tội nơi tiền kiếp đã dai quá nhiều rồi. Nó cho nên sang hèn giàu gì đó, mà nếu gặp cái cảnh đó, nếu người mà coi kinh Phật biết mình là đương gặp cái tai nạn, đương thọ cái quả khổ nó bất lành, nếu mình biết sáng suốt, mình tin theo kinh Phật thì mình phải nên bố thí làm phước, cứu khổ ban vui cho người ta ra cho nhiều, thì mình sẽ được hạnh phúc. Cũng như là Đức Thầy dạy chúng ta đó quý vị, tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bì tánh thiện. Cho nên là Ngài dạy chúng ta như thế đó, mà ai chịu nghe theo Ngài dạy đi, thì lấy gươm trí huệ quét sạch ma lòng, lấy lòng khoan dung đối đãi lẫn nhau, lấy từ bi bác ái cư xử với mọi người, thì mình giàu nghèo sang hèn gì không biết, mà mình có cái từ bi bác ái, mình thương người rồi đó, thì mình sống mình sẽ hạnh phúc. Cũng như là tình đạo Phật ráng dành dụm được, tội sẽ tiêu và phước sẽ tăng. Phước tăng thì biển khổ lấp bằng biển khổ là thân Phật đài liền à quý vị. Đó cho nên là
Đức Thầy dạy chúng ta là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thì thoát, sẽ thoát mê đồ, là dứt cuộc luân hồi liền. Nó cho nên là cái câu văn mà tu nhất kiếp ngộ nhất thời là vậy đó quý vị. Cho nên là dạy chúng ta trong kinh nó rõ ràng, xưa tội mấy ăn năn sẽ hết, nay mê ba quyết diệt là tiêu. Sớm ma nhưng kế Phật chiều, người thành như vậy là có nhiều từ xưa rồi. Thì kính thưa quý vị, cho nên là mê thế mấy nhưng mà cố tỉnh, mê sẽ tan là không dính đặng đâu, như ngàn năm ở hang sâu, bước ra khỏi giếng là sẽ thấy bầu trời minh liền hả quý vị. Cho nên kính thưa quý vị, cũng như một cái năm rồi nó diễn biến qua là quý vị thấy đó, ở Ma Róc thì bị động đất, mà Libya thì bị bể đập, mà Nga Xô với Ukraine thì cuộc chiến tranh là từ năm kia lận. Bây giờ nếu mà tính tới cái tháng 4 năm nay là cái chiến tranh của Nga và Ukraine nó gần 2 năm tròn nữa, trên dưới 24 tháng rồi. Rồi là chưa có dứt cái chuyện đó thì bỗng dưng là giữa Hamas với Israel cũng như Palestine với Israel là nó cũng gây hấn, là tính ra cũng muốn gần giáp năm luôn rồi. Rồi bước qua năm nay là cái năm Thìn quý vị. Ở dưới Cà Mau thì bị khô hạn hán, mà trái lại á, cái dòng xây của ngã ba Trung Lương thuộc tỉnh Tiền Giang nằm trên quốc lộ 1 là lại bị ngập lụt ngay ngày Tết. Mà bây giờ đã qua một tháng rồi, nhưng mà coi trong clip đó, đó đây miền Tây, đó đây Cần Thơ hay là Hoàng Đệ gì á, là có quay là bây giờ á, là quốc lộ 1 đó, dòng xây đó là bị ngập lại nữa. Mà lần sau này đó nó sẽ là nước nó cao hơn cái lần trước quý vị. Coi trong cái phóng sự đó, chiếc xe mô tô là nửa bánh có thừa. Rồi á, có những cái vùng mà quay những cái khúc mà chiếc xe mô tô là nó ngập hai phần cái bánh xe luôn. Rồi người dân ngồi bán trái cây, bán tạp hóa, nếu xe tải, xe container nó chạy ngang nhanh thì cái ngọn sóng nó đem vô, nó sóng nó dập lên là không khác gì ở dưới sông mà tàu nó chạy đi, nó bị cái cơn sóng nó dỗ vào bờ đó quý vị. Cho nên bây giờ là bước qua năm nay mình thấy là trong cái đất nước chúng ta, mình nói không có nói chỉ đâu, bây giờ chỉ là ở miền Nam thôi thì chỗ lại khô cạn, mà chỗ lại là nó dư cái nước thủy triều lên đó. Rồi tại thêm là cái cồn mà nó nổi ở Bún Giàm Nao thì kính thưa vị, bây giờ cái chuyện đó theo mà tới nay là mình tính trên 10 ngày rồi. Cái dư luận nó, người dân ở đó YouTube quay lên thì người ta nói trước đây trên dưới 30 năm nó có nổi, rồi tự nhiên bây giờ nó hạ xuống, rồi chừng 5-6 năm nay nó sẽ nổi lại. Nhưng mà người dân ở đó người ta kể là nó lúc nổi rồi nó bài cái cồn có thể ra đá banh được luôn. Nhưng mà lúc đó vì chương trình YouTube nó chưa có mạnh mẽ cho nên không có đăng. Cho nên bây giờ là từ khi 2018 YouTube ở trên nó là mạng cộng đồng nó rất là nhiều, cho nên nó có những sự việc gì mà nó hơi là khác thường thì người dân người ta sẽ liên hệ cho các YouTube lại quay nó. Nhưng vừa qua rồi quý vị thấy đi, nó diễn biến như năm ngoái cái củ bạc Hà Núi để trị bệnh thì nó cũng thổi phồng lên một thời gian, là dư luận là quan tâm cái bằng đó là buông ra là bạc Hà Núi. Rồi là hết cái vụ bạc Hà Núi là cái tới bé Tường Lam cũng nổi dậy lên là trong trên dưới 2-3 tháng nay rồi. Thì hãy tới dứt bé Tường Lam dịu sống là tới cái vụ cồn nổi ở bún Giàm Nao thì cũng thổi phồng lên nó dữ dằn luôn. Thì núi nó khô nữa. Thì nói chung là mình không nói chi trên núi. Bữa đó đi núi Tượng là ngày 29 nè. Ở cái núi Tượng là Liên Hoa Sơn đó quý vị, trong ba chút chừng 2 cây số thôi. Tầm dông là không còn một cái lá nào hết trơn. Khô rụng luôn hết trơn. Nhưng mà thân cây còn xanh thôi. Chỉ ngoài ra những cây nào như xoài, vú sữa, những cây nào cái lá nó đậm, lá nó dày đó thì nó còn. Còn bao nhiêu cây rừng nhỏ nhỏ đó là nó khô vàng luôn, rụng hết trơn luôn, để chờ mưa xuống mà thôi. Thì quý vị thấy đó,
cái hạn hán này á, là nó rất là khủng khiếp. Bây giờ ở thôn quê chúng ta nè, nếu cái chỗ mà chúng ta không có được chứa nước mà gặp cái cây nó khô rồi thì đất nó cũng vẫn nứt nẻ luôn, mà không có điều kiện là chúng ta không có tưới thì lần lần nó cũng sẽ chết thôi à. Mình thấy những cái cây kiểng như những cái cây mai đi, mà nhà mà ở đây không có nước tưới là nó vẫn nó héo nó chết luôn à, chứ không phải nó chuyện đơn giản đâu. Cho nên bây giờ nước đối với chúng ta nó rất là quan trọng quý vị. Cho nên bây giờ đó, vừa qua rồi nó nhiều cái nguồn tin qua đó, mà ở trên mạng thì người này lên YouTube nói gì, người kia nói khác, rồi những cái sự việc nhận xét qua lại mà thiếu cái tinh thần từ bi bác ái. Thì trên mạng cộng đồng kẻ này chửi người kia đem chửi người nọ. Thì quý vị thấy đây nhắm có đúng cái chân lý Đức Thầy dạy không quý vị? Đức Thầy mở cái mối đạo là gọi là Phật giáo hòa hảo. Phật giáo là Phật dạy, hòa hảo là phải hòa hợp với nhau. Mà Đức Thầy có dạy là lục hòa lẫn quý vị. Trước hết là kiến hòa, sự thấy hòa, khẩu hòa là những cái lời nói ra nó hòa, rồi thân hòa, ý hòa, rồi giới hòa luôn à, quý vị là rồi lợi hòa luôn. Tất cả những cái việc làm mà đem lại cái lợi ích nó phải cho theo cái chân lý. Thì tất cả nếu ai giữ được lục hòa thì cũng như là cái tinh thần Bồ Tát tại thế này, tức là không còn vướng mắc gì hết trơn. Mà Đức Thầy dạy chúng ta là cái câu văn Ngài nói là thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Nhưng mà bây giờ Ngài cũng khuyên chúng ta là trong cái quyển 3 đó quý vị, bốn cái đừng lận: đừng chửi, đừng rủa, đừng cào, đừng bươi. Đem lời hiền đức tốt tươi, đặng mà giáo huấn thì vàng 10 chẳng hơn. Đó, nhưng mà bây giờ chúng ta tu theo đạo hòa hảo, mà chúng ta là thầy dạy là phải tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Nhưng mà bây giờ là cơ bản buông ra thì kẻ này chửi người kia, người kia chửi người nọ, rồi làm cho bất hòa. Mà Đức Thầy dạy là từ trên tới dưới nó thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang lận quý vị. Cho nên là những cái sự việc mà nếu có đạo đức mà nghe theo lời Phật dạy rồi đó, tín đồ thương lẫn cùng nhau, ấy là đã đáp ơn cao của Thầy rồi. Đó, nhưng mà bây giờ chúng ta sao mà tu hành Đức Thầy dạy tóm tắt phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, để dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Hay là điều thứ nhì của 8 điều răn cấm Ngài dạy chúng ta đó quý vị. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm, sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, và hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận quý vị. Thì kính thưa quý vị, điều này quý vị nên xét kỹ đi. Đức Thầy chúng ta là dạy chúng ta là tha thứ tội lỗi lẫn nhau trong khi nóng giận, chứ bị gì trong khi nóng giận là nó gây ra cái sân nộ, nhiều cái điều bất chiến nó sẽ xảy ra, nó không có thể lường được. Cho nên Ngài dạy chúng ta là tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Mà kính thưa quý vị, trong quyển Phiến Thiện đó, Đức Thầy dạy chúng ta là ác thứ 9, hận sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nổi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà toan giữ trước, tánh sân nộ thường làm bạo ngược lên loài người ở cõi thế gian, giận hờn nhau tới thù quán tới dãy tràn, tức là dãy đầy tràn ngập, đó là không thể diễn tả đâu quý vị. Giận hờn nhau thù quán dãy tràn mới có cuộc tranh tài đấu lực, hơn thì tự đắc khoe khoang giọng sức, phải bị người hiềm khích ghét ganh, thua thì hổ ngươi mới làm chuyện bất lành, mới gây nghiệp dữ oan oan tương báo, trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỉ như con cọp dữ ở trên rừng lực, gặp thịt phải toan cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là hả dạ, dứt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi làm ngu sững, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, thì khỏi mất lòng tất cả mọi người. Vì Đức Thầy dạy chúng ta mà tánh thuần lương thì vẻ mặt phải vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Mà nay ta đã quy y cầu đạo, mà nếu gây gỗ là trái xiết cái từ bi đó quý vị. Cho nên nó là
Đức thầy chúng ta là dạy là bàn với luận đặng coi chân lý đó, nhưng mà đôi khi chúng ta thiếu khéo léo đem vô bàn luận là nó có những cái câu giảng rồi không có nhịn với nhau được, kẻ cao người thấp, một hồi thành ra bàn với cãi đâu vậy, cho nên là nó mới vi phạm sai cái chân lý của Đức thầy chỉ dạy. Cho nên chúng ta là phải lấy cái lòng khoan dung đối đãi lẫn nhau, lấy từ bi bác ái mà cư xử với mọi người. Cho nên kính thưa vị, vào bao nhiêu việc đó, cho nên là ông Thanh Sĩ mới đem cái lời của Phật dạy để khuyến khích chúng ta qua những cái câu mà nó rất là êm ả, là khích lệ tinh thần của chúng ta đó. Tại vì Ngài thấy đó, là Ngài biết chúng ta một khi gặp việc buồn lòng, ngồi an niệm Phật sẽ hồng vượt qua. Người hung, người gây ta cứ diệt hòa, lửa kia gặp nước thì là tắt mau, mà hung hăng đem đổi hỗn hào thì là sẽ có sự tranh nhau hải hùng đủ gì. Cho nên là Phật Thầy Tây An cũng dạy chúng ta là nếu tập xong chữ nhẫn là niết bàn không xa, việc chi còn ở trần gian là điều quyển hoặc đừng mang nơi lòng. Điều thứ hai, thầy mong đệ tử đạo bạn bè luôn giữ thủy chung, luôn luôn khoa tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ mà chớ dùng lời thô, dìu dẫn nhau điểm tô công quả, phải thật lòng với cả chung quanh. Mà nếu thiệt thòi cam chịu đã đành, thì sẽ có vô vi phẩm vị thầy dành cho con. Thì kính thưa vị, quý vị thấy cái vô vi phẩm vị này không có hình tướng, chắc là phải cái tòa sen cực lạc Phật dành cho chúng ta không vị. Cho nên Đức Thầy thường dạy đó, chúng ta mà ráng tu hành theo chánh pháp của Ngài thì chúng ta vẹn vẻ rồi, thì ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm và tu đền ở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Thì kính thưa quý vị, điều này ông Thanh Sĩ cũng dạy chúng ta đó quý vị. Đời sau khi chết là rồi, đạo sau khi chết còn được ngồi tòa sen. Và Ngài còn chứng xác minh định cho chúng ta cái hạnh phúc của người tu mà chịu kham nhẫn thì chúng ta chắc chắn sẽ được ngồi tòa sen. Qua một cái đoạn pháp như sau, kính thưa quý vị, xin được nhắc ở trong cái quyển Đến Liên Hoa với quý vị. Ngài dạy chúng ta rằng là tuy mạt pháp kim ngôn được thính. Tuy mạt pháp là vào thời buổi mà mạt pháp giáo pháp nó không còn linh hoạt sống động cho nhiều đó quý vị. Nhưng mà kim ngôn là lời vàng, chữ kim là vàng, chữ ngôn là lời nói. Được thính là được nghe, bởi vì quý thính giả là quý người nghe đó quý vị. Thì ý Đức Bồ Tát Thanh Sĩ dạy chúng ta là tuy vào thời mạt pháp mà cái lời vàng được nghe được thính là nhờ duyên Phật dính tới muôn xưa rồi. Nếu cho là việc tình cờ không tu thì tới bao giờ mới tu, nay tu một phước tu gấp mấy, và đạo màu sẽ thấy mau hơn. Khó tu trong cái buổi hạ nguyên mà lo tu được là chân lòng thành. Vì tu hành giữa lợi danh câu nhữ, tu hành trong thế sự đua bơi, dẫn tu không lỵ theo đời thì người tu ấy nhất định được ngồi tòa sen đó quý vị. Vì tu không phải yếu hèn tâm lực mà người tu phải mạnh nhất tinh thần, vừa là tự trị được thân, vừa là chống được trở ngăn bên ngoài. Việc khó bỏ phải bỏ ngay tức khắc, việc khó làm được mới thôi, quyết tâm không thể đổi dời. Người tu phải cứng rắn hơn người không tu. Khi người có việc cầu tha thiết thì tấm lòng cương quyết mạnh hơn. Người tu sở dĩ tu nên là nhờ lòng cương quyết mới tiến lên Phật đài. Vì tha thiết mới miệt mài cố gắng, tha thiết nên cay đắng không nao, miễn là thỏa dạ ước ao, dù hy sinh đến bực nào cũng vui. Thì kính thưa vị, cái đoạn pháp này ông Thanh Sĩ chứng xác cho chúng ta cũng như là lời Đức Thầy dạy đúng không? Đạo hiểu rồi nó sẽ ngon tợ gỏi và nem, rồi mùi đạo diệu nó gỏi nem khó sánh. Vì lý do thế nào mà nó ngon? Tại sao Đức Thầy dạy chúng ta là đạo pháp này chúng ta không có ăn mà không có uống vô được, nhưng mà bao nhiêu lời vàng ngọc màu nhiệm là cũng như món quà tinh thần, bức tranh vô hình. Đức Thầy dạy chúng ta là làm theo lời Phật dạy thì buổi hạ nguyên mạt pháp này gia đình chúng ta luôn luôn được hạnh phúc, cũng như tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền đó quý vị. Và khi có cái tình đạo Phật rồi thì Phật sẽ hóa giải chúng ta là không còn cái gì ưu tư buồn bã đau khổ hết, mà chúng ta phải thành công trên đường đạo tu, rồi chúng ta được cứu khổ cứu quyền của chúng ta. Cũng như Đức Thầy dạy nó, ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền, hay là ngày nào đắc được lục thông
sẽ được dớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngài ban thưởng công tu của chúng ta. Và chúng ta là còn nghe thêm trong kinh Phật dạy chúng ta là nhiều cái điều nó lý thú, nó rất là hấp dẫn, nó đặt cái niềm tin sâu vào. Cũng như là một người đạo quả đắc thiền lại là cứu được cửu quyền siêu thăng, đó chẳng khác như thiền một chiếc chở được nhiều người vượt qua sông. Và nhất nhân đắc đạo cửu quyền thăng thì nhất nhân đắc đạo, nhất nhân là một người quý vị, đắc đạo là đạt được đạo thành quả đó, thì cửu quyền sẽ được siêu thăng. Thì chúng ta là nhìn vô vào đó, cũng như tưởng ông tu chỉ độ ông, không về ông độ cả dòng họ siêu. Khi mình được khỏi điều trói buộc thì rảnh tay gỡ được rối người, đạo màu khi giác tột nơi có năng lực cứu những người khác tu. Cũng như ti trái đất sương mù phủ cả, một mặt trời đủ phá tan đi, một người ngộ đạo từ bi sẽ khiến ngàn muôn kẻ hồi quy đường lành. Thì quý vị thấy cái câu văn là như Đức Quỳnh Chúa Giáo Chủ chúng ta là một vị cổ Phật lâm phàm, là cũng như là ngộ đạo từ bi, ngài là đắc đạo rồi, ngài ở Tây Phương Cực Lạc xuống đây dâng năm sắc lệnh để dạy chúng ta, thì khiến ngàn muôn kẻ hồi quy đường lành. Thì nói ngàn muôn chứ ngàn triệu người hồi quy đường lành luôn. Hiện nay là nước Việt Nam chúng ta 90 triệu tới 100 triệu dân, mà miền Nam Việt Nam và miền Trung miền Bắc cái duyên với Phật cũng rất có nhiều người. Hơn nữa ở ngoại quốc đó, người nước ngoài mà gốc Việt rồi thì lên trên thế giới là nước chỗ nào cũng có đạo Phật giáo hòa hảo đó quý vị. Đó cho nên là ở đâu đâu là cũng nghe theo lời giáo pháp của Đức Thầy, của chư vị Bồ Tát Thánh Hiền. Cho nên là nghe di tích bơ quay điểm này điểm nọ trong đất nước chúng ta. Cho nên tấm lòng già của Mạnh Thường Quân bây giờ hiện nay là gửi về để trợ trưởng là những vật dụng cần thiết, nhu yếu phẩm, gạo, thóc, mì, quần áo, giải bô, quà tặng gì cho đồng đạo, đồng bào của chúng ta mà trong cái địa phương, trong cái đất nước mà lâm vào cái hoàn cảnh thiếu nước, thiếu gạo, thiếu những cái phương tiện sinh sống đó quý vị. Cho nên nó là nước làm là đỡ khác thế gian, mà đạo làm nó là hết khổ tới muôn ngàn sanh linh đó quý vị. Cho nên chúng ta thấy là hiện nay là bao nhiêu những cái gì chúng ta nên cần làm thì Đức Thầy dạy phải làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, và phải quyết rửa tấm lòng cho trong sạch đó quý vị. Cho nên là đạo cao quý thiệt là vô giá, không bao giờ mô tả cho cùng đâu. Đời muốn ra khỏi cảnh lao luôn nhất định là phải cần dùng đến đạo, vì đạo là đường hạnh phúc cõi trần lao, cũng đưa người vào cực lạc đó quý vị. Giống như Đức Thầy chúng ta là ngài dạy là đạo là như thể cái đàn mà ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh luôn đó quý vị. Cho nên năm nay mà nói về cái vấn đề mà nước nôi hạn hán và hiện tượng mà còn nổi đó quý vị, bây giờ chúng ta xem thì thấy như từ lâu rồi, bao nhiêu trăm năm qua, mấy chục năm qua thì ở trong miền Nam Việt Nam chúng ta thì nhờ cái dòng sông Mê Công cũng như là dòng sông Cửu Long phát nguồn từ cao nguyên Tây Tạng bên xứ của nước Ấn Độ đó, chảy qua Trung Hoa rồi Lào, Thái Lan, Campuchia rồi xuống là sông Hậu, sông Tiền, chúng ra đổ ra bảy ngã lận, thì nó là một cái hạnh phúc là cái dòng nước là nó gọi tươi nhừng cho là cây cỏ hoa lá và người dân sống ở trên mặt đất nhờ nước với cây để sống. Thì Đức Thầy dạy là quý vị thấy ăn đất nước thì nó rất là quan trọng, rồi kế đó ăn đồng bào nhân loại trong tứ đại trọng ăn. Mà Đức Thầy dạy chúng ta mình ráng tu tỉnh đi thì đến ngày biển cạn non mòn tứ ăn đã trả là không có còn tội căn đâu quý vị. Đó là chúng ta được hạnh phúc, Đức Thầy là một vị cổ Phật lâm phàm để chỉ dạy chúng ta. Thì bây giờ chúng ta bỏ bao nhiêu cái tị hiềm đi, bây giờ trên mạng cộng đồng quý vị thấy chừng nào mà giải quyết được. Nếu không có cái lòng từ bi bác ái thì người này chửi qua người kia chửi lại, ở là đấu võ mồm ở trên cộng đồng mạng thì chừng nào mà dứt. Cho nên từ chỗ đó nếu mà chúng ta không có dẹp bỏ
thì cái sự tu tỉnh của chúng ta là uổng công tu đó quý vị. Đức Thầy dạy rất rõ ràng là tâm trần tục nếu còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Đó, bây giờ chúng ta tu đi, bố thí trì chay giữ giới bồi đức lập công bao nhiêu đi nữa, mà bây giờ cái chữ nhân ngã là quý vị thấy sao không? Ngã là ta, nhân là người, là cứ so sánh hơn thua cao thấp phân biệt, thì như vậy là chúng ta không có dẹp nó được, thì chúng ta chưa tròn được bốn cái đại đức từ bi hỷ xả, thì chúng ta sẽ không được Phật ban phép lành, mà chúng ta không được cứu cánh giải thoát một cách tuyệt đối. Ông Nguyễn Nhì xin được phép đọc ra một đoạn như sau: kệ văn của người khùng là Nguyễn Nhì. Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, thấy dân mang xu thế mà thương. Chẳng qua là Nam Việt vô dương nên tai ách xảy ra thảm thiết, vì bạc không cánh đổi thay chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn, mới mấy năm sau quá hao mòn. Mùa màng thất đói đau không thuốc, thương hại bấy lê dân đứt ruột. Thảm vợ con đói rách đùm đeo, gẫm chữ nghèo thường mắc nạn eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắt. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, và kính thưa vị, Đức Giáo Chủ mới dạy thêm là mái thiên cơ mỗi phút nó mỗi thay, vì nẻo thạnh si như thể tên bay, đường dinh nhục rủi mai chỉ có một lát thôi. Thì kính thưa vị, đó là nhắc lại một cái đoạn đầu của cái bài Nguyễn Nhì là kệ văn của người khùng. Thì Đức Thầy có chứng minh cho chúng ta biết đó, mái cuộc thế đổi thay quá gắt, vì mái thiên cơ, thiên là trời, cơ là mái, mái trời mỗi phút mỗi thai, và nẻo thạnh si như thể tên bay. Thạnh si là thành bại nên hư đó quý vị, nó thể tên bay, đường dinh nhục rủi mai một lát thôi. Ai phú quý vào đài ra cát, ta điên khùng thương khắp thế trần, khuyên bá gia chẳng biết mấy lần, mà ai có tĩnh tâm tầm đạo. Trai trung hiếu mới trai hiền thảo, gái tiết trinh mới gái nam trào. Thì kính thưa vị, đó là những lời Đức Phật viết kinh lên khích lệ khuyến tu, nếu ai mà làm theo thì sẽ được hạnh phúc. Cũng như lời Ngài dạy đó, hãy ai tu hành thì gia đạo sẽ vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con sẽ thảo hiền. Và tu làm sao mà Phật quá tánh tình, nếu lưới mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao, thì mình nó là được. Mà Phật quá tánh tình, mình tu mà được Phật chỉ điểm quý vị, cũng như Đức Thầy chúng ta dạy rất rõ ràng, các chư Phật từ đây lựa tiễn coi ai là đức hạnh hiền từ. Và Ngài cũng dạy chúng ta tha thiết nhiệm màu như sau: A Di Đà luôn nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh, luôn hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Kính thưa quý vị, chúng ta hiền mà chúng ta phải có đức, luôn luôn bồi đức lập công. Chúng ta tu hành như Đức Giáo Chủ đã thường dạy, chư Phật có bốn đại đức, mà chúng ta học Phật tu nhân là phải noi theo gương hạnh Phật mà để thể hiện đối nhân xử thế. Thì nếu chúng ta làm trọn vẹn thì chúng ta trọn lành trọn sáng, thì hiện tại chúng ta sống cực lạc tại thế sẽ lạc đạo an bằng. Kính thưa quý vị, chữ lạc là vui, vui với cái đạo, an là yên ổn, bằng là nghèo. Đức Thầy chỉ chúng ta là ti tu hành phải chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo mới gặp điều cao quý. Thì kính thưa quý vị, Ngài cũng thường nhắc, tu mà ham cho được giàu sang với quyền tước là tu dối thế. Kính thưa quý vị, hai câu này Ngài viết ở trong quyển tư là quyển Giác Mê Tâm Kệ. Cái quyển này rất là quan trọng quý vị, bởi vì Ngài dạy trong sấm giảng, nếu ai không hiểu tầm kệ này để ta chỉ nẻo đường. Vì quyển tư là quyển Giác Mê Tâm Kệ, giác là chỉ bao nhiêu cái sự nhận thức chân lý của Phật là không có mê, bởi vì Phật là đấng toàn mỹ, toàn thiện, toàn giác, toàn minh, tức là bốn cái đại đức của Ngài đã có sẵn hết rồi. Thì chúng ta học Phật tu nhân thì nếu chúng ta noi theo, chúng ta làm theo thì chúng ta sẽ được hạnh phúc trong tay mà thôi. Tu hành có được nhất tâm thì thành công chắc chắn như cầm trong tay, như Đức Giáo Chủ chúng ta thường dạy đó. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng sẽ thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Và Ngài cũng nhắc trong sự tích Đức Phật Thích Ca, khi đắc đạo lần bước phô trương độ chúng, Ngài bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều cũng như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ, lòng thương chúng thuyết hương tịnh độ,
đặng dắt chiều tất cả chúng sanh, nếu nhai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, thì cầu sanh Phật quốc. Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, nếu cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành thì sẽ được cứu cánh về nơi an dưỡng, và một kiếp Tây phương hồi hướng thì sẽ thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Thì kính thưa vị, trong bao nhiêu sấm thi của Đức Huỳnh giáo chủ dạy chúng ta một quyển thi văn giáo lý toàn bộ, rất chứa nhiều cao từ ẩn ngữ. Cho nên khi Đức Thầy chúng ta vắng mặt, may duyên đâu chúng ta còn được có ngài thanh sĩ cũng rất là tỏ ngộ như Đức Thầy chúng ta thường dạy đó, miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ tả đầy khai. Thì kính thưa quý vị, thời gian đó 1952 sau khi chùa Tây An cổ tử ấp Long Thạnh xã Long Kiến, hiện nay là Long Giang, trên bến đò Bà Vệ, chợ Bà Vệ một cây số mà thôi, nằm thuộc huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Thì thời 1952 khi chùa Tây An cổ tử khánh thành thì ngài thanh sĩ được phép ở đó thuyết pháp 2 năm liền, Quý Tỵ năm 1953 và Giáp Ngọ trong ngày Sóc Vọng 14 rằm 29-30. Mỗi lần thuyết pháp, ông thanh sĩ có đem nhắc hai câu của Đức Huỳnh giáo chủ chỉ dạy, chẳng hạn như là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành. Và kính thưa quý vị, trước khi thuyết pháp mỗi lần thì ngài thanh sĩ bước lên diễn đàn, ngài cũng có bài tỏ ứng khẩu những câu như sau: rất quý thay cho Tổng Định Hòa, có ngôi tam bảo thật nguy nga, cổ kim xứng đáng đà hy hữu, mong mỏi từ đây đượm khí hòa. Và một đoàn người lạc giữa rừng quang, bỗng có chân sư chỉ nẻo đàn, ngày ấy đến nay là kỷ niệm, tỏ lòng cảm kích cả muôn ngàn. Kính thưa vị, đó là nói về 1939, trải lên tới 1952-53. Khi ở miền Nam nước Việt này, dân chúng thì chỉ biết xem kinh của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni mà 33 đời tổ ngài Đạt Ma Tổ Sư truyền lại thôi, với bao nhiêu cao từ ẩn ngữ, có khi phạn ngữ là tiếng Ấn Độ đó. Đức Thầy có nhắc nó quá mắc mỏ, bởi chưng phạn ngữ nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tụng ó la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Cho nên ngài mở cái đạo Phật giáo Hòa Hảo ra thì Đức Thầy giải quyết dạy trần, nên nói lời thường cho sinh chúng đời nay dễ biết. Đừng cho gián đoạn hơn cầm tiền muôn đó quý vị. Kính thưa vị, cho nên cái câu Nam Mô Di Đà Phật này, vô lượng phước, vô lượng thọ công đức của Phật Tổ A Di Đà. Cho nên Đức Thầy chúng ta thường dạy đó, đi đứng nằm ngồi, tưởng niệm chớ quên, chẳng đợi gì thời khắc hay việc xui sai mèo mã đâu đâu. Phải dẹp gác nhớ công lục tự, và chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy sẽ có kẻ cứu mình. Hay có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật để chờ ngài chung cuộc. Và ngài cũng thường thiết tha nhắc nhở chúng ta qua nhiều sấm thi đó, cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên. Chữ liên là sen, là đài sen đó, chứng tỏ cho là từng sen báo rực rỡ, ao sen thất bảo cực lạc, và là ao sen báo Tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ở Tây phương chư Phật ngóng trông, chờ sanh chúng để rủ nhau niệm Phật. Thì kính thưa vị, cái câu niệm Phật nó sẽ màu nhiệm, nếu chúng ta đem cái lời thành thật vào đó, cái công năng nó sẽ là rất là nhiệm màu. Cho nên không mà có mà không thì Đức Thầy có dạy, khó gặp chữ không không mà có, hay khó tầm cho gặp chủ nhân ông, còn ở nơi dòng sinh chúng, hoặc giả thấy đạo lý, chứ nào thấy tánh, còn ẩn nơi tim ốc của xác phàm. Thì kính thưa vị, chúng ta tu hành nếu nghe theo lời Đức Huỳnh giáo chủ chỉ dạy thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Vì ngài thường dạy mà, nghe điên dạy sau này thơi thảnh, đây chỉ đường cực lạc giảng sanh, hay tầm cực lạc đây rành đường ngõ. Dạ kính thưa quý vị, vì ngài cũng nói rằng là chốn bồng lai thì điên dạy có ngôi, mà Tây phương thì cực lạc khùng ngồi tòa sen. Cho nên ngài thể hiện cái lòng từ bi bác ái của ngài đối với chúng ta đó, nó quá cao rộng, quá quảng ái, quá từ bi. Ngài viết trong bài Tự Tháng, ngài nói biển trần sóng cuộn lao sao, mà ngài vẫn song thiền bát nhã lướt vào một phen. Mới mở đạo ở tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ mới có vài tháng thôi thì mấy triệu tín đồ đã đi theo ào ạt chánh quyền pháp thời 1939 đó. Rất sợ ngài, vì uy tín của ngài mới có vài tháng mà mấy triệu tín đồ theo chánh quyền pháp, sợ nếu không ngăn cản ngài thì bao nhiêu
tín đồ là toàn dân miền Nam là theo Đức Huỳnh Gia Chủ hết, thì chúng không còn cai trị ai để chúng được hưởng quyền lợi thực dân của chúng. Cho nên chúng tìm cách dời Đức Thầy mình đi đủ chỗ hết. Thì kính thưa quý vị, đây là một đoạn của ông Thanh Sĩ viết đính chính về cái sự mở đạo của Đức Thầy chúng ta qua một đoạn ngắn, được trích một phần đầu như sau. Đến ngày 18 tháng 5, tín đồ Phật giáo đồng tâm kính thành ngày kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ đem đạo màu truyền thụ nhân sinh. Từ trong làng Mạc U Minh đến ngoài đô hội thị thành đều nghe. Thời pháp thuộc khắc khe biết mấy, tôn sư chẳng lấy làm buồn. Lòng nguyện dắt chúng qua truông, mặc ai đó ngỡ ngăn đường chẳng nao. Dù đã gặp gian lao tân khổ, vẫn nêu cao đức độ từ bi. Thấy đời sắp vướng tai nguy, động lòng trắc ẩn ra đi cứu đời. Lúc đó ngài tạm nghiêng bút, bài lời thế tục mượn lá vàng dụng chút quyền thông, để cho bá tánh cảm lòng. Trước là lành bệnh sao hồng chịu tu. Và thời đó có nhiều ông thầy nho đếm thi bài đến thử Đức Thầy chúng ta. Cho nên ngài Thanh Sĩ viết ra như sau. Anh em thi bài đến nho gia có nhiều. Lúc đó thì Đức Thầy chúng ta ra là thuyết pháp, thấy đời sắp vướng tai nguy, động lòng trắc ẩn ra đi cứu đời, tạm nghiêng bút bài lời thế tục mượn lá vàng dụng chút quyền thông, để cho bá tánh cảm lòng. Sau là lành bệnh tha hồng chịu tu. Thường có bậc văn nhu sĩ thứ đem thi bài đến thử thiếu niên. Kính thưa vị, như ông Lương Văn Tốt nè, ông Tùng Bắc Cả Đầm nè, hoặc giả ông Chính Diệm ở Định Yên, đem bài nắng nót bao nhiêu ngày đến thử Đức Thầy chúng ta. Hiệu danh xưng kẻ khùng điên, mà thông suốt việc cơ quyền lạ không. Nho gia có nhiều ông nể phục, nói Đức Thầy không phải là người phàm tục thế gian. Lần hồi việc nọ đồn lan, người gần đến kẻ xa đàn tới coi. Nhà ông cả trong ngày đông đúc, buổi đầu tiên nhiều lúc gian trưng. Tay tà dời dạt tấm thân đó, tay pháp nó dời. Dời Đức Thầy xuống đó là Sa Đéc, dời nhà Hương Bộ Thạnh, dời nhà Ký Giỏi, dời ra nhà Thương Chợ Quán nữa. Tay tà dời dạt tứ tung, rài đây mai đó tảo tầng gây go. Mà thương Thầy không ngớt lo cho thế, e nản lòng bỏ phế sử kinh, than ôi đã lắm công trình, dạy từ người một đến nghìn muôn dân luôn. Nay rủa phải gặp cơn bắt rắc, tớ Thầy vắng mặt mấy năm, đôi nơi khó đứng khôn nằm. Trách ai trên nổi tay làm cắt tay, kẻ đã chết vì tài vì của, người đang sai nào ngựa nào xe. Đua nhau cờ bạc rượu chè, không kiêng tội trọng chẳng dè quả sâu đó. Và những bộ áo sòng nâu đâu dán xe xua đồ linh, xinh xắn lụa the, sấm truyền ai cũng đều nghe. Không có chỗ nào Thầy dạy lẹt lè xa qua hết. Nhưng mà thời đó Đức Thầy vắng mặt, rồi nước đóng meo hương nồng vắng khói, chai không ăn giảng gói không xem nữa. Nhiều ông trở lại sai mềm, lắm bà trở lại ưa thèm trầu cao. Nào cờ bạc với nào trộm cắp, nổi lên trong làng ấp lung tung. Biến lần tâm tánh ra hung, sự tu đã chẳng còn dùng làm căn. Lắm kẻ lại quên phăng chánh giáo, dội nghiêng theo tà đạo thính linh. Chôn lòng dưới lớp vô minh, nghe đâu cũng bắt tưởng tin bướng càng. Thì từ chỗ đó quý vị thấy là lời của ông Thanh Sĩ giải trình khi Đức Thầy vắng mặt rồi thì cái sự tu rất còn ít cơ người mà giữ cái then chốt khuôn vàng lá ngà là thư thước ngọc của Đức Thầy. Cho nên là xa qua phung phí ra là bỏ tu. Thì kính thưa quý vị, cũng như là cái câu văn người ta nói, còn cha còn mẹ thì hơn mất cha mất mẹ như đờn đứt dây. Trò mà lạc thầy rồi cũng như rắn mất đầu rồi. Dịch con là lạc mẹ rồi, gà lạc mẹ rồi. Nhưng mà mai duyên thì Ngài còn để lại quyển giáo lý thi văn toàn bộ, nó rất vô cùng cao quý. Đó là cái kho tàng pháp bảo vô cùng quý báu. Nếu ai biết xem xét coi thì sẽ được hạnh phúc, và nó sẽ quý hơn vàng. Vì Đức Thầy định nghĩa mà, tâm từ bi sánh thể ngọc ngà trong các báo, khó bị tánh thiện. Cho nên giáo pháp của Phật là pháp bảo, bảo là quý báu. Giáo pháp bảo của Phật là rất là quý báu. Máy thiền cơ mỗi phút mỗi thai rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ có nữa, còn cách lo tu hành đúng theo chánh pháp. Vì Đức Thầy chúng ta dạy có hai lĩnh vực. Nếu trong quyển tư thì đấng Nam Nhi ẩn nhẫn tùy thời dạy mới gọi khôn ngoan hữu trí. Còn những người mà tu cao căn đó quý vị, nếu biết trì chay giữ giới làm thiện cho là tuyệt đối rồi đó, thì Đức Giáo Chủ dạy nó đậm sâu hơn như sau. Hãy ẩn nhẫn chờ người cổ tích, Phật với trời phân định cho ta. Người xưa ti ít chữ nôm na, mà chân chất người ta ngay thảo. Vì quý vị biết rằng đó, thời buổi này là Đức Thầy viết văn là
trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mạ, bị văn minh nó cám dỗ loài người. Nhưng mà kính thưa vị, văn minh vật chất bao nhiêu cũng đâu có thể làm tiêu tử thần được. Cho nên là tất cả những cái gì đó, chúng ta sống vào cái định lực của buổi hạ quân mạt pháp này, thì chúng ta phải trở lại con đường tu hành mới bước lên con đường cứu cánh giải thoát một cách mỹ mãn thôi. Chứ chúng ta không có chạy theo cái đời tạm giả mà tranh đấu mạnh được hiếu tu, rồi cuối cùng mà chúng ta có đồng tiền rồi chúng ta giải ra để mua cái vé về cực lạc, về tiên thánh bồng lai tiên cảnh được. Kính thưa vị, điều này không thể nào có được. Vì trong kinh sám viết rất rõ ràng, Phật bảo rằng có vàng muôn lượng không qua hướng ấy được đâu, chỉ có lòng quy ngưỡng đạo màu mới qua được phía cầu bên ấy mà thôi. Thì kính thưa vị, đó là việc không thường có, phúc muôn năm mới nhỏ một kỳ, đạo gặp rồi mà lại bỏ đi, uổng hơn mất vàng y muôn nén. Và Phật bảo rằng ráng tu cho vẹn thì ngày kia sẽ cùng Phật tiên nâng được cái chén rượu bồ đào, có long lân quy phụng chầu bao, cảnh báo quý trần lao khó sánh. Cho nên đức thầy chúng ta cũng thường dạy mà, bồ đào rượu thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc, chúa hiền tôi trung, hay là chín tầng mây, nghe nhạc trỗi tiêu thiều, kẻ thà gian sau bị lửa thiêu, người tu niệm sẽ được sống đời thượng. Đây là trong nguyện rằm tháng 10, ông thanh sĩ cũng có tiên tri trước như sau. Phật bảo rằng rồi đây sẽ tới, 7 ngày đêm sẽ bật lối trời trăng. Quý vị thấy đó, 7 ngày là thất nhật đó. Mà thường thường kinh ông ba thì kêu thất nhật, nhật là ngày, thất là 7. 7 ngày đêm bật lối trời trăng là lúc đó quý vị biết như thế nào? Biết bao nhiêu yêu quái tinh trần chúng hiện đến để ăn kẻ ác. Phật bảo rằng lúc đó là cha con xa lạc, khắp nơi luôn bi đát thảm sầu, bi lị đó, chua chát bi đát đau thương thảm sầu thảm cảnh quý vị. Khi tối tăm trời đất mà nạn thú dữ, rồi nạn khí hậu trời nó vắng vẻ, rồi nó rung en, nó phát rét, rồi nạn ma quỷ yêu quái tinh trần đó quý vị. Ông thanh sĩ có kể rõ ràng đó. Thì từ chỗ đó mà quý vị thấy ông ba Nguyễn Văn Thới có dạy mà, đạo cha con chi nhánh buộc chùm, ngủ đêm thức dậy đứt đùm cũng không hay luôn. Quý vị biết lúc đó như thế nào không? Những cái cảnh rung en, ma quỷ giặc giả tinh trần đủ thứ hết, làm như cuồng phong bão táp, và thành ra cột dây mà nút áo mà này mà thắt qua nút áo kia là cũng lạc sức ra luôn. Cho nên ông ba mới viết là đạo cha con như nhánh buộc chùm, ngủ đêm thức dậy đứt đùm không hay. Thì như vậy là 7 ngày hắc ám, kính thưa vậy. Cho nên đi giác thảm sầu khắp đều như thế, khác đâu không ai giúp ai nào được cả. Kính thưa vị, trong cái đêm tối quý vị thấy bây giờ hiện nay chúng ta ngủ nè, trong đêm mà nhằm cái vùng mà không có điện nông thôn chiền, chỉ có đèn dầu và đèn cầy, thì quý vị thấy cái cảnh mà tối tăm rồi mà chúng ta muốn xác định công ăn việc làm gì mà nếu không có đèn là chính quý vị thấy cũng như mù đi đêm phải không? Mà lúc đó rồi cái khí trời nó làm cho đó đó, rồi nhiều khi tới đó là thật phải thâu ngũ hành á. Nhiều khi đến đó rồi không còn cái tiếng súng hay là cái hệ thống mà của khoa học, nhiều khi lúc đó phải bị đình chỉ luôn. Thì từ chỗ đó cái khổ như thế nào mà không ai giúp ai nào được cả. Phật bảo rằng bụng đà đói rã, cơm cũng không mà cá cũng không. Vì lúc đó tối 7 ngày 7 đêm quý vị, rồi làm sao có sự mua bán sinh hoạt gì được đâu. Lúc đó thì người nào mà không có tu thì yêu tinh trần nó ăn kẻ ác rồi. Rồi chỉ có cái người chân tu thì đến khi trời đất tối tăm thì chân tu nơi tráng được phóng lặng đã điển quang. Thì ai mà tu đó thì nó sẽ có tín hiệu với chư Phật, cũng như là cái trên trán nó được phóng lặng điển quang, thì con thú dữ nó sẽ thấy đó là nó kính nể, nó không có dám ăn mà nó còn cúi đầu nữa. Cái đó trong đời thượng quân, những sấm thi của ông ba sư giải Văn Khoai và các vị chư Phật thánh hiền Bồ Tát cũng có dạy chúng ta hết rồi. Thì như vậy là chồng nhìn vợ khóc ròng mới thảm. Và Phật bảo rằng 7 ngày hắc ám, hắc là đen, ám là u ám tối tăm đó quý vị. 7 ngày hắc ám khắp trời đâu cũng sấm nổ vang, biết bao người vì sự kinh hoàng phát điên cuồng chạy khắp làng cùng ngõ.
Thì kính thưa vị, hiện nay quý vị thấy trong khi một cái trận mưa ban ngày thôi, không nói chi ban đêm, mà chỉ có dăm ba giây thôi mà trời sấm chớp rầm rồi làm tiếng sấm nổ 1-2 tiếng là chúng ta còn bàng hoàng kinh hồn. Mà ở đây là ông Thanh Sĩ tiên đoán trước là 7 ngày hắc ám. Trong 7 ngày đó đều khắp trời đâu cũng sấm nổ vang hết, và có biết bao người vì sự kinh hoàng phải phát cuồng điên chạy khắp làng cùng ngõ. Thì kính thưa vậy, nếu mà con người mà ai là người tâm đạo mà nghe rồi đó, thì ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy, phải không? Giữa chừng đờn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa, tỉnh sai trong giấc mộng qua, mơ màng cũng tưởng như ta bên mình. Nhưng mà đức thầy tiên tri với chúng ta đó, ngài tuy là hữu ảnh vô hình, chứ dân lòng tưởng cũng có sân trình đáo lai. Ngài là một vị Phật rất là quán thông. Nếu tâm của chúng ta mà thành tâm tin vào sự nghiệp cứu đời của ngài, thì chúng ta sẽ có thần giao cách cảm với ngài, cũng như chúng ta có thuê bao, có điện thoại quý vị. Mà chúng ta còn tài khoản thì ở đâu tổng đài cũng đều phục vụ chúng ta được hết. Chúng ta sử dụng Zalo, Facebook, YouTube, giặc giả rằng cái chương trình đó là Messenger gì đó, để mượn cái hệ thống viễn thông để chúng ta thao tác công việc đó, là mọi phương diện lĩnh vực ở trong cuộc sống chúng ta, để chúng ta thu nhập được đó là cái đồng ngân để chúng ta đó là mưu sinh gia đình, cũng như trên đường tu chúng ta thì chúng ta lo bồi đức lập công. Vì là Phật tử mong qua tịnh độ, đi chớ ngồi một chỗ không xong, phải cần bồi đức với lập công để làm phân bón cho lòng Nam Mô của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy vào đó, rồi chúng ta đem vào cái sự tu cần cù, thì tương lai chúng ta sẽ khoái lạc, chúng ta sẽ vững tâm, chúng ta sẽ yên lòng mà tu niệm để chờ đến ngày thành công viên mãn. Và kính thưa vị, trong sấm kinh còn có những câu như sau nè: thấy rằng thế sự bùi ngùi, 7 ngày hắc ám tối thui kia kìa, có khóa mà lại không chìa, có thân không sống mà lại dìa ngục môn. Đâu quý vị thấy đây là Đức Phật Bồ Tát viết lên một đoạn pháp này, cũng tiên tri trước nó sẽ thời gian nó sẽ có cái 7 ngày mà nó tối tăm trời đất đó vậy. Mà cái người không tu đó chẳng những không sống, mà là khi chết rồi là cái linh hồn phải bị đầu trâu mặt ngựa đó, là ngưu đầu mã diện, nó dẫn về địa ngục để trị tội. Như vậy đức thầy chúng ta cũng có thường nói đó: xuống diêm đình thấy tội hỡi ôi, ấy biết có nơi địa ngục hay chốn âm ti ngưu đầu mã diện, trăng trong ngày tới số bắt hồn đó, cõi âm thần bệnh sái dịch ôn, chờ mãn phước mới ra tay bẻ họng được. Và kính thưa vị, điều này ông Thanh Sĩ cũng có chứng minh như sau: nhớ Phật đã có lời chỉ dạy, ác nhân khi chết thấy ma kêu, thiện nhân chết được Phật diều, ác thì đọa kiếp thiện siêu linh hồn. Nghe ma gọi thần hôn phách tán, thấy Phật diều đường sáng cảnh vui. Ác nhân thì có quỷ đến lôi, thiện nhân có Phật có trời mời đi. Được tiên Phật mời thì khoái lạc, mà bị quỷ ma lôi rất khổ đau. Vậy người ở cõi trần lao, đừng nên làm ác, hãy mau làm lành và làm việc thiện, và sanh cái ý thiện, phải lấy kệ kinh làm kiến soi tâm, đừng cho tái phạm lỗi lầm, thì sẽ tất nhiên có Phật đến tầm ngày kia. Cũng như có khóa mà không gặp đúng chìa là không mở được, khó mở, tu không hành đúng chỗ là khó nên. Điều này bá tánh đừng quên, muốn về Phật phải xây cái nền từ bi. Từ bi có đường quy Phật mới có, mà từ bi không chỗ ngộ Phật vẫn không. Cũng như muốn lìa khỏi cảnh trần hồng, phải lấy từ bi mới soi thông con đường. Thì kính thưa vị, cho nên đức thầy chúng ta mới dạy chúng ta là tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bị tánh thiện. Bây giờ ở đời mà chúng ta nghe theo lời đức thầy chỉ dạy, ti tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Phật thầy ta cũng dạy thà nghèo trong sạch, nó sẽ thảnh thơi linh hồn. Cho nên đức thầy chúng ta thường dạy trong quyển tư đó quý vị, này nói là chữ bằng tiện khuyên dân đừng nại, miễn ta trở lại ngay đàn. Bằng là nghèo, tiện là thấp hèn, lo tu hành trai giới chiều mai, cầu nguyện sao cho động tay Phật thánh, thì mình được cứu ra khổ cảnh, cầu xin bá tánh khỏi nàn. Khi mưa dầu mới có lộng tàn, lúc nắng lửa có dừng mây phủ, có lưới báo ngăn loài ác thú, được sen nâng khi nước phủ lên, trên biển sâu mới có ngọc đền, con hèn đức mới yên thân thể đó. Thì từ chỗ đó quý vị thấy người tu là người lành thật cứu khỏi tai, cái hộ theo lực trả dai từng quần. Thì kính thưa vị, bổ túc theo cái hiện tượng nhật thực ở bên Mỹ, thì xin nhắc lên một số đề tài, kính mong quý vị nghe rồi truyền khẩu nhau để có phước chung, hầu được phước lên con đường giải thoát. Và trước khi dứt lời cũng chúc cho quý vị
đồng đạo trong ngoài nước thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, tu hành được thành công viên mãn. Xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật.